Bữa nay mời bà con mình cùng đi trải nghiệm một không gian sống hoàn hảo, đáng giá triệu đô mà ai cũng mơ ước. Bây giờ chủ kêu là chưa tới một nửa. Ở trên là trời xanh, mây trắng, bên dưới lá cũng xanh, hoa cỏ thì là đầy màu sắc. Tai nghe tiếng nước chảy và chim hót từ sáng cho tới chiều luôn. Không gian ở đây là hiện đại kết hợp với lại tự nhiên. Một căn biệt thự, hồ bơi, sân vườn với diện tích là hơn 3.400 m², trong đó có 400 m² thổ cư được phân ra làm hai khu vực: khu sân vườn với hàng trăm loại hoa kiểng, cây ăn trái, có thêm mấy cái ao nữa. Ở bên dưới là cá rất nhiều nha, đặc biệt là có khu vực nhà sàn nè, rồi quầy bar, thiết kế rất là mộc mạc nhưng đầy đẳng cấp và tinh tế. Bởi vì ở đây sử dụng là chất liệu toàn là cao cấp, gỗ tự nhiên, và từng viên gạch ở đây là đều được chọn lựa rất kỹ. Chỗ này thuộc địa bàn của ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Vị trí này chỉ nằm cách tỉnh lộ 825, chưa đầy 900 m nữa, đường ô tô vô tới nhà đất luôn. Rất thuận tiện cho anh chị ở Sài Gòn hoặc là bà con Việt Kiều chọn khu vực này làm căn nhà thứ hai để nghỉ dưỡng hoặc là định cư lâu dài cũng được ha. Nằm cách thị trấn Đức Hòa là khoảng chừng 9 km, cách Củ Chi cầu Thầy Cai khoảng 10 cây, cách tỉnh lộ 10 cũng khoảng 10 cây luôn. Còn từ sân bay Tân Sơn Nhất tới được vị trí căn biệt thự này là 35 cây. Thì kế bên khu vực sân vườn là một căn nhà mái Thái được xây một trệt một lầu đúc, kiên cố, bao bọc là tường 20, có hồ bơi, hai phòng ngủ, đầy đủ tiện nghi. Nếu anh chị em về đây tiếp quản là chỉ cần mang theo bộ đồ, đôi dép vô hưởng thụ luôn, chứ không cần phải sắm sửa bất kỳ một cái vật dụng gì nữa nha. Nhà xây theo phong cách kiến trúc mở, rất là nhiều cửa sổ, toàn bộ cửa là xài hệ thống cửa sinh pha, kính cường lực, chất lượng cao, ánh sáng là đầy đủ, ban ngày là khỏi cần mở đèn, bật quạt gì hết luôn. Với không gian rộng rãi, bố cục hợp lý, thì chỗ này là một cái nơi lý tưởng để mình có thể là nghỉ dưỡng hoặc là định cư lâu dài mà ở 2-3 thế hệ trong cái khuôn viên này cũng quá là ok luôn. Đẹp là như một cái resort sinh thái, vị trí là thuận lợi giao thông, cách ranh giới của Sài Gòn là khoảng 10 cây số. Chỗ này là giáp ranh với lại trung tâm thị trấn Hậu Nghĩa luôn, cách khoảng chừng 3 cây. Cách bệnh viện đa khoa Hậu Nghĩa là 2 cây, cách vòng xoay N2 là khoảng 1.5 cây. Ngay chỗ đó là có dự án đường Hồ Chí Minh đi về Bình Phước, Trân Thành. Thì hiện tại gia đình của chị Sang cũng khá là đơn chiếc, nên bây giờ ý định của chị là muốn bán hoặc là cho thuê toàn bộ cái cơ ngơi tâm huyết này để có thời gian và kinh phí lo cho mấy con của chị là đi du học bên Úc. Bán là 13.900.000.000, còn cho thuê thì có thể là vài mươi triệu một tháng, thì tùy mình thương lượng. Đâu anh chị em cùng mình đi xem chi tiết cái bất động sản này rồi mình cùng nhận định coi nếu mà có tầm tiền đó thì đây có phải là một tài sản đáng sở hữu hay không nha. 6 điểm khác biệt của những clip nhà đất chợ Tây Ninh là: không làm môi giới, chỉ rõ đường đi, giấy tờ rõ ràng, liên hệ ngay chủ, báo giá công khai và hoạt động toàn quốc. Công ty cổ phần kiến trúc Tân Thời Đại, xây nhà tận tâm, thi công trọn gói, miễn phí thiết kế và xin phép xây dựng, cam kết không phát sinh, đảm bảo tiến độ và chất lượng, bảo hành dài hạn, thi công toàn quốc. Chúng tôi sẽ làm nhà của bạn trở nên hoàn hảo. Đây, cổng chính của biệt thự là xây về hướng đông bắc nha các bạn. Đấy, khuôn viên rộng rãi mà rất là vuông vức, cứ một cạnh là khoảng 60 m. Đó, thì cái mặt tiền này là đây là cổng chính nè, bên hông này là còn có một cái cổng phụ nữa nha. Đối diện là có một cái nhà hàng xóm cũng xây theo kiểu nhà vườn. Khu vực này là nhà vườn của đại gia rất là nhiều luôn. Đó, xích bên này, ngay chỗ bên này nè, có một cái căn biệt thự. Đó, căn này thì theo như chị Sang nói là cũng của quan chức ở trong tỉnh của địa bàn đó các bạn. Rồi, còn hướng này mình chạy ra tầm 900 m là đụng tới tỉnh lộ 825 nha.
Đây con đường này hiện tại là đường sỏi nè. Nhưng mà đường sỏi này á, là nó khoảng chừng 150m à, là mình chạy ra tới đường bê tông rồi. Đó, nhà cửa xung quanh là cũng khá nhiều đúng không bạn? Tí nữa mình sẽ quay cái phần đường xá đó, đi thẳng ra ngoài đó rồi ra khu vực Hậu Nghĩa, trung tâm Hậu Nghĩa ha. À, khoảng chừng 3 cây số thôi. Cổng chào quá xịn luôn. Nhà có số 188, số rất đẹp. Bờ bao giáp dòng xung quanh, bên trên đèn năng lượng mặt trời. Cổng chào mái ngói bạn ha. Đó, bên trong. Ừ, cửa nè. Cửa là CNC. Đó, sắt mỹ thuật dày cui luôn. Cái cửa này chắc cũng cả 100 triệu các bạn. Đó. Khuôn viên bên trong. Đó, thì bên này là phần nhà. Còn có bên kia là khu vực sân vườn ha. Chỗ này là mình thấy là có một cái ao sen nè. Ngay đây có một cây xoài. Không biết xài gì nhưng mà thấy trái quá chừng luôn. Đó, quá trời trái luôn các bạn. Trái rất là nhiều. Đây, mình thấy bà chủ đang đứng lấp ló đây nói chuyện điện thoại hay gì nè. Để mình vô hỏi thăm chị Sang luôn ha. Chào Sang nha. Dạ. Rồi. Này đứng đây chờ sẵn ha, cho anh gửi cái micro để mình nói chuyện cho rõ ha. Dạ. Giờ mình đi một vòng đó. Dạ. Cho bà con tham quan rồi nha. Bông đẹp mà. Quá đẹp. Ô, luôn. Ông này quên cái bông gì kìa. Bông này có trái luôn nè. Có mà tên gì gì quên à. Này dù bà bông. Nhớ nổi bông qua đó. Là mình không có nhớ luôn á. Không nhớ luôn. Rồi. Nhà cửa làm rất là chắc cú luôn. Bông giấy nè. Cái vàng không mà tốn tiền dữ lắm. À. Cái vàng trụ cứng, đu chảnh được luôn. À. Lắc sờ đơ được luôn đó anh. Rồi. Ừ. Kiển thì rất là nhiều luôn ha. Ừ. Kiển này là cũng đúng. Có giá trị nè. Đã. À. Còn ừ. Cái cây bên này là lộc vừng hay gì không? Lộc vừng có bông kìa. Lộc vừng ha, có bông luôn. Có hai cây thân có bông. Ừ. Kiển rất là nhiều. Ừ. Bên này là hồ bơi. Ừ. Hồ bơi. Cái này gọi là tùng hả? Tùng. Tùng. Còn cây này? Cái này tai Phật. Ừ. Đây cái chậu bằng đá luôn hay là đá xi măng đó, vậy? Đá là đá. Ồ xịn quá vậy. Đá đó. Cái chậu này không chắc cũng mấy triệu bạc à. Dạ đúng rồi. À. Còn cái cây này là cây thông hay cây gì? Cây này mai chiếu thủy. À cây mai chiếu thủy nè các bạn. Dạ. Mai chiếu thủy. Rất là nhiều cây kiển nè nha. Dạ. Bông hoa nè. À, hiện tại là mình ở đây từ hồi sáng tới giờ. Ha, tới sập sệ chiều luôn các bạn. Ở đây tối anh là đèn năng lượng tự sáng. À. Tự sáng đã lắm. Buổi sáng đây bông hoa là nở đầy hết khu vườn này luôn nha. À, bông nè, có cái thuyền nữa. À. Em có cái thuyền để bỏ xuống bơi luôn. Nhưng mà bữa nay vớt nó lên rồi. Ừ. Đây là sứ ha. Ừ. Cái ao này sâu không em? À, cũng mít mấy à. Ổ sen này là có búp ăn được luôn rồi đó. Có búp ăn nhiều loại lắm. Ăn có ngó nè, búp nè, cá em nói con bành bành á, em biết nuôi với không biết ăn. À. Giờ thật sự bây giờ ở dưới rất là nhiều cá. Biết nuôi với không có biết ăn. Thì không có ăn cá. Mình sẽ để kiển lại hết cho dạ. Bà con nào hữu duyên nha. Dạ. À. Cái cây này giống cây quạt gọi là cây chuối quạt hả? Dạ, cây chuối quạt đó. À. Đó, đường đi là đều có là lát đá hết. Bơm nước vô là nó phúng nước lên luôn. Thấy phúng nước lên. Tại giờ quên sớm giờ không nhớ bơm vô ta. À, bơm vô là trái châu nó lắng vậy nè. Đài phúng nước nó phúng nước luôn á. À. Mà mình quên bơm đó. Nãy giờ mình bà chủ quên. Là đi khỏi cần mang dép luôn. Rồi, ở đây là đi khỏi sợ dơ chân phải không? Đúng rồi. À. Ở đây là êm lắm, đi cỏ không mà đâu có còn gì nữa đâu. Này cỏ đi. Nhật không nha. Còn dạ. Ngoài cái nước mà nó khu vực cỏ đó là đều có lát gạch hết. Ừ, gạch con sâu là ít đi xuống gạch lắm. Em đi chân không là em đi trên đây nè. À. Không lên đây tại ở Sài Gòn đó anh thử ra mê đi chân không lắm.
đi xuống đây là bỏ giò dép mất tiêu luôn. Đó, thì mình sẽ phân ra làm hai khu vực. Dạ. Đó, một khu là bên nhà nè. Nhà à. Bên đó có hồ bơi. Rồi. Bên đây thì dạng như là làm theo tiểu cảnh Đà Lạt vậy đó. Lai lai gì đó mà bông nhiều lắm rồi bữa nay tại vì nó mới tàn rồi đang cấy ghép nó lại. Đó, bờ bao riêng biệt luôn. Còn cái khu vực này định làm gì? À, cái đó là trồng rau sạch rồi đó anh. Trong cây này cái kia cà rồi đó nó cũng mới hết mới nhổ đây, xong đó. Gốc xoài hả? Dạ xoài mới trồng. Xoài gì à? Xoài này như là xoài xoài thái á. Xoài thái. Phải không? Đúng rồi cái lá này thái. Quá trời cây cối trong đây luôn. Bự rồi, vườn bự nữa rồi. Đi tới đó không mà đi bên đây. Đi bên này để vòng qua ha. Trước. À. Ừ. Nhiều đường lắm. Quá trời luôn, mình vô trong đây là mặn này ăn ngọt dữ lắm này. Trời ơi. Cái mặn hả? Ừ mặn đó anh không thấy nãy giờ không thấy hả? Trời ơi ngọt trời Phật ơi. Ngon dữ lắm nha bà con. Ngọt ngọt búp luôn. Hồi sáng mình được ăn một trái sa bu chê ngay trên cây luôn, chín cây luôn, rất là ngọt ha. Gỡ con ra nè. Mặn này là giống mặn sao? Em chắc là mặn gì Ấn Độ, không phải Ấn Độ mà mặn gì của mình đó, mặn gì. Rất là ngọt luôn hả? Dạ, anh ăn thử nè, mẹ cho anh ăn thử. Mình đâu có biết phân mẹ gì đâu, thử nó lên luôn nè. Đây. Thử rồi, ngọt dữ lắm luôn á. Chứ có cái gì mình để ăn đó. Ăn sao quay cho bà con mình coi được ta? Rồi, ăn rồi. Ngọt thanh luôn, công nhận không? Không sợ miếng nào không? Rất là ngọt luôn các bạn ơi. Bự. Bự có quanh năm, nó cồi cồi vậy mà nó có quanh năm á. Ngọt quá. Ngọt lắm. Bự. Có hai cái bự gì nhất mà nó có trái quanh năm. Bự năm rồi chứ không phải năm rồi phải không? Năm rồi luôn. Dưới cái vườn này là chiêu đẹp lắm. View đẹp lắm. Bự nè, trái non mới ra ăn hết đợt rồi giờ ra nữa đó. Nhãn không? Nè mới ăn á, mới xong nè, mới cắt mới lên nữa nè. Nhãn xuồng trái bành bành không? Nhãn xuồng hả? Dạ. Uống sữa không? Em ăn có một cây sữa có một mình em ăn. Em lên là em bẻ mình anh thấy mấy trái ăn dứt hết luôn trái cây rồi. Để ý như thấy phụ nữ à, rất là mê vú sữa nha. Sữa sữa. Cây này là cũng ra mấy lần trái rồi hả? Hai mùa rồi. Này cái hướng đó là mình đi qua bên hướng nhà nha. Này là hướng nhà nằm lên hồ bơi. Lên nhà ra nhà sau. Còn mấy cây này cái gì ha? Cốc. À cái cốc luôn. Cốc. Lấy lá mình ăn cốc thái. Nó cũng mới trồng thử ra nó chỉ vậy thôi. Này là tắc. Tắc có quanh năm luôn. Ba cây này tắc là không bao giờ ra ngoài mua trái chanh nào hết trơn tao là ăn tắc không đó. Thì trái cây kia bự kìa, cây kia trái bự anh. Còn cái táo này là trái vĩ đại lắm luôn á, ngọt chứ lắm mà bây giờ nó hết trái rồi kìa. Chưa có bông. À đằng sau đây có táo nó đang có bông đó. Cái táo đỏ lắm. Tao cái táo là cái nào? Cây này nè anh. Cái này hả? Nó. Đây, cái táo nè. Nó trái chà bá luôn đó mà bây giờ mới ăn mới vừa xong giờ nó đang có bông à. Chắc tầm tháng đang mấy nữa mới quằn quại. Nó có trái nó quằn xuống cái sông mình luôn, đã lắm. Cái phần ao này là nó thông ra cái đường kênh luôn. Là nước tự nhiên luôn ha. Dạ đúng rồi, nó ra vô nước bên đó nữa đó. Còn ở dưới đây là rau hả? Cái này là bông đó. Bông mình, hả? Ờ, đang mới canh tác lại đó. Nó tự nó lên đó. Thiết kế quy hoạch là rất là chuẩn luôn cây ha. Cây này là cây trầm ruột. Nói chung là cái loại, tất cả các loại trái cây miền Tây em gom về đây hết. Trầm ruột luôn nè. Có gì cây gì? Cái này là gì ta? Nho thân gỗ, cherry. Cherry nè. Cherry của Mỹ hả? Ừ. Trời ơi. Mua cherry trên mà đó là về là Việt Nam tới cả triệu một ký á không? Dạ đúng rồi đó, này đặt á, một cây cherry với một cây nho thân gỗ, trồng thử coi nó có trái không chứ mình cũng chưa biết. Còn này cây mận nè ha, cây mận hồi nãy nè. Mận chút về bẻ mới ăn. Còn quá trời. Còn cái này là cái gì đây? Cây cao. Cây cao. Cỏ đi rất là êm chân luôn. Dạ, vô đây đúng rồi. Này cây cherry nè. Cây này là cây cherry hả? Nãy tưởng trái dữ lắm á. Nó cũng mới hết, ăn cái nó tàn đợt của nó rồi. Đèn rất là nhiều luôn nha. Đèn nhiều lắm, mấy chục cây đèn đó. Còn đây, có cổng đi vô nè. Bông hoa quá chừng luôn. Trồng mới cái cây này, cái dặn mới thôi, mới trồng được năm thôi. Chưa được năm nữa, cây này là cây gì ta? Măng cột. Măng cột hả? Cây thị. Thị, măng cột. Nè, đào. Đây, mình dọc đường này ha.
Dạ. Mẹ bonsai. Mẹ bonsai nhưng mà được cái em không, vợ chồng em không biết làm bonsai. Bởi vì nó mọc thừa lừ. Cây này. Cây này cái giấy. Cái giấy mận, ổi. Ủa có trái bự luôn nè. Cổng bên này cũng làm rất là chất lượng luôn nè. Ồ, trái bự quá nè, vô bẻ đi. Cây gì á? Cây ổi nè. Cây ổi hả? Trời ơi, trái đây núp đây nó không ai thấy luôn kìa. Nè, thấy không? À, chín cây luôn ha. Ừ, tỏa lắm luôn á. Không thấy luôn, núp bẻ mày luôn. Mày cầm phụ em đi. Này. Ủa bẻ dữ vậy, thôi. Hai trái thôi. Bông ba quá chừng luôn. Này bông tự lên, tự mọc. Nó bay tới đâu là nó tự mọc lên tới đó. Này. Đó, ao cá tra. Để đá phong thủy luôn ha. Dạ. Đó, cục đá này không cũng bạc triệu á chứ không đồ đâu nha. Bên này mình có một cái ao nữa nè. Dạ. Ghế là để ngồi thư giãn nè. Này dư cái cây nào. Đó, bờ bao làm giáp vòng hết. Hôm nay nay mai qua giấy nó bò lên. Cổng chào ha. Cổng cho qua giấy nó bò lên. Lâm bên... sang Garden House. Buổi chiều qua đây chụp hình nè. Nhãn đỏ nè. Không gấp chết. Đang có bông nè anh. Cây này chuẩn bị là. Cây này cây gì vậy? Nhãn đỏ. Trái màu nhãn đỏ hả? Dạ. Trái màu tím á. Mà nhãn đỏ đó. Còn bờ bao này là trồng trúc ha. Trúc. Cây này cây trăm. Cây trăm. Nhỏ bạn nó cho. Nói chung là mấy chục loại trái cây đó. Cây gì cũng có hết trơn á. Còn bên này mình làm kiểu thiết kế một cái đồi ha. Đồi, đồi. Cái đồi này có gì trên đây đây? Có tùm lum cây, bông, tự mọc không? Chỗ này mấy cái bậc đá này mình ngồi được nè. Sâm nè, nguyên cái dàn dây sâm. Dây gì? Sâm á, dây sâm lấy mình giò ăn á. Còn đây, có một cái xích đu bằng gỗ. Dạ, buồn buồn tối chui ra đây ngồi. Ta ngồi thử coi. Ngồi thử rồi. Còn chất lượng cao không? Đó, còn lành luôn. Rồi. Này có mấy em nhỏ là rất là mê vô đây luôn. Giờ con nó lớn hết trơn rồi, nó đâu có đi theo mẹ đâu. Đây mình có một cái cầu. Thì tay bệnh là sắt nè. Ở trên là có khung để mình làm dây leo rồi ha. Sâm bù chê. Sâm bù chê hả? Hồi sáng ăn trái sâm bù chê này á, quá là ngọt luôn. Không giống như mấy cái kia ha. Bây giờ cứ lỡ bóp bóp phòng mềm là bẻ hai cây xong. Còn bên này là nguyên một cái vàng mình trồng bầu bí gì cũng được. Đúng rồi. Bầu bí nó mới cuốn dây đó, anh thấy bứt dây đen thùi hết rồi đó. Còn này là cây gì vậy? Dâu. Cái dâu hả? Dâu á. Dâu xanh. Rồi, để mình ra ngay chỗ cái cầu này mình đứng ngó chút ha. Dạ. Đâu có cái gì mình thảy xuống cho cá ăn chơi cái được không? Có, để em lấy. Để em đi lấy. Đây. Vàng này là khung sắt luôn. Nước này là nó thông với nhau hết. Thành ra là nước rất là sạch, trong xanh. Cá vô được chứ ra không được ha. Ở dưới sàn nè. Đó, mặt cầu gạch vân gỗ làm 3D rất là đẹp. Bên này nhà mát, còn khu vực này là một cái dạng quán bar. Rất xịn. Ngói hết luôn ha. Này là cột cà kèo là gỗ ha em? Dạ. Ở trên á. Này gỗ hết ha hay sắt? Sắt. Đèn đóm đầy đủ ha. Chỗ này rủ bạn bè về chơi thì quá lý tưởng luôn. Tối là đèn lung linh lắm. Rồi mình đổ đồ ăn xuống cho cá thử ha. Bên này cũng làm trang trí đồ nữa nè. Đó. Tủ đủ. Đầy đủ. Đây. Cá. Lớn lắm, một con nào con lấy cả ký mấy, 2 ký một con luôn á. Ba ao luôn, tại em biết nuôi, em biết ăn, em dở lắm. Sợ cái con gì mình nuôi mình ăn lắm, không ăn được. Rồi anh coi nè, con nào nó bành bành cho mình. Nó trắng như cái bông lau luôn, đẹp lắm. Đó. Chắc hồi trưa cũng cho nó ăn rồi nên là nó cũng chưa có lên nhiều ha. Rồi, đây mình qua bên này tham quan cái khu vực nhà sàn nè. Rất là mát luôn nha. Gỗ chất liệu là gỗ tự nhiên hết.
này gỗ cầm xe hết hả? Cà chích à, nó là cà chích luôn. Ở dưới đây đó, cũng là sàn gỗ gạch vân gỗ. Anh, bà hàng xóm cho được mới dưa lũng dưa nè. Ừ. Hàng xóm ở đây là ăn đồ thiên nhiên không. Ừ. Cái bên rồi vườn vừa à, chỗ này có cái xích đu nữa. Dạ. Còn lên trên này à, dạo một vòng lên trên cho bà con mình tham quan. Lên. Ở trên này là có đẹp một đẹp cái phòng đẹp nữa hả? Rồi để mình lên. Ừ, ở trên này còn có một cái phòng nữa nha. Chắc là nghỉ lại được luôn ha em. Ngủ đâu được anh, ở đây là chỗ ngủ mà. Đây để mở đèn cho coi. Chắc công tắc nằm bên trong hả? Trời ơi, bởi ơi, nhà tôi còn không biết nữa trời thật không. Lắp cứ về lắm. Rồi. Nó vậy đó. À, bên trong này là chơi đèn đèn ngủ thôi. Đó. Chỗ này là đó. Ồ. Thì ở đây thì mình nằm thì để cái nệm xuống dưới đây thôi. Đúng rồi, nằm để nệm dưới đây, ok. Lý tưởng ha. Dạ. Rồi mình ra đằng sau đi xuống bằng cái đường này. Dạ đi xuống. Rồi ra sau nha. Đây có bụi chuối nè. Rồi chỗ này bếp hả? Có ống khói luôn. Dạ cái này mình nấu củi dư á. Dư củi mình điện lên mình nấu. Chơi chỗ đó để mình ăn cái dạng củi á. Nấu ăn dạng củi á. Đổ bánh xèo đâu. Dạ. Này là có lối đi xuống luôn ha. Ừ, chuồng nuôi chó. Ừ. Ao này sâu không? Ao này sâu á, sâu tầm 4 mét, 3 mét mấy á. À. Còn cái này là nhà kho. Cái kho thôi, để dành đựng kho. À, hai cái kho. Ừ, cái chỗ này, bên này kho. Như là mình thuê người giúp việc này cho người ta ở đây. À, đâu vô tham quan xíu ha. Ở dưới có gạch lát sàn. Ừ. Cho người ta thuê, ta ngủ được. Dọn lại tẩy ít có ai ở. Không có người ở. Ừ, ngủ view cũng đẹp luôn. Rồi giờ mình đi qua khu bên kia nha. Dạ. Ồ, đây cái cây này cây gì vậy? Vú sữa hoàng kim anh. Dạ, trời cây này cũng quý hiếm lắm mà nha. Ồ, nó lên tự nhiên có mặt có con trái một. Cây cốc kìa, cây cốc đẹp quá kìa. Này nè. Ủa, cây cốc hả? Thôi, quá trời trái luôn nè. Trời ơi trái sập cốc này. Ừ. À, cốc này cốc ngọt hay là cốc chua? Cốc này nó theo kiểu cốc gì anh? Là chơi quen cốc Thái quen. Cốc Thái. Thái cốc. Qua bên vườn nho bả nó quay vườn nho. Ừ. Còn dưới đó. Đây là mình để trồng rau. À, đu đủ cũng có trái luôn à. Lắm. Cây lựu nhỏ xíu nó cũng có trái nữa. Có nho nữa. Đứng chỗ mà nó cũng có trái. Qua vườn nho quay vườn nho bả. Còn phía sau đây nhà mát ha. Nhà mát. Ở đây cũng có căn nhà nè anh. À. Ở nhà này đó. Sửa sang là muốn ở gì là ở, muốn làm gì làm. Rồi. Ừ. Ok. Đó, có nội thất bên trong sẵn luôn nè. Rồi, cũng cao ráo ha. Mát lắm, ngủ đây mát. Thì có cái giọng. Buồn buồn thấy người câu xuống câu cá. Đây, mình sẽ đi ra bên khu vực nhà ở nha. Ừ. Này chỗ này là hồ bơi rồi ha. Hồ bơi thì mình có hai lối đi lên nè. Ở đây tiểu cảnh nè. Cây này cũng cây vú sữa luôn hả? Dạ, cây vú sữa đó. Cây vú sữa luôn. Vú sữa cổ thụ. Ừ. Rồi, có mấy con hươu nai rồi nữa ha. Dạ. Cái hồ bơi này làm chắc tốn tiền dữ lắm à. 500. 500 triệu. Dạ. À, có đồ chỗ xử lý nước luôn xử ha. Xử lý nước đầy đủ không? Đầy không? Lắng rồi, cái này là cái máy tuần hoàn. À. Đây, máy là máy thôi, máy còn cái lọc lắng nằm dưới kia. À. Ừ, mấy cái khu này là khu máy thôi, máy móc của nó thôi. À. Ừ. Bồn lọc lắng nằm đây. À, làm cái hồ bơi này rất là công phu nha. Ồ, vậy bông nó rất đẹp quá. Ừ. Chỗ này bậc thềm để mình đi từ thấp. À, xuống dưới bên kia là sâu nhất phải không? Dạ, ví dụ như ở đây là từ từ dài xuống là 2 mét đó. À, hồ sâu này chắc dài tầm cỡ 30 mét không? Cái hồ bơi này dài không? Là không, nếu mà cái chu vi lọt lòng nó 15 à. Ủa 15 thôi hả? Dạ. À, nhìn nó rất là to luôn á. Ừ. Rồi, mình sẽ ra sau nhà nha. Đó, nhà thiết kế cũng rất hay nè.
À, thiết kế mở mà bên hông làm mấy cái dây leo này giống như là cái rèm tự nhiên rèm, vậy đó. Đúng rồi, nắng khi nào mát mình dẹt qua mình cuột lại. À, buổi trưa rất là mát luôn. Ừ. Thì buổi sáng thì cây nó nhả oxy ra mà. Dạ. Cây cao được không? Dạ, cây cao, chầu bà, lá chầu bà chầu bá luôn đó. Ừ. À, chỗ này mình có thể tắm tiên ngoài đây được luôn. Đúng rồi, tắm hồ bơi xong cái ra đây. Là ra đây. Rồi, nhãn, dây nhãn xuồng. Đây đây, ở đây còn trồng nhãn xuồng nè anh. Ừ, đây nó sót nè, bẻ ăn bơm sót nè. Tặng cho ông vui. Ừ, thấy không? Đó, trái chỗ này không đó. Xuồng hơi bị bự luôn ha. À, bây giờ quá cho bông đó. Nó đang ra bông. Rồi, cảm ơn. Đây. Quá bự luôn. Sót. Rồi, từ ngoài chỗ cái ao thứ hai. Đó, nguyên chùm xài kìa, xài cát hoành lập kìa. Đi theo hướng này ra làm sao cũng được. Đâu xài ở đâu? Xài đó, xài nguyên cây sắt mà lọc bằng đó. Ồ, oh, quá bự luôn ha. Cát mà lọc đó. Ừ. Ừ, xài nè. Rồi cây quýt đây, cây quýt cháy bên xum xê luôn nè. Em ăn bớt mới rồi đó. Cây quá rồi. Cây quýt anh. Nói chung là không thiếu thứ gì trên. Chanh nổi, quýt tắc, xoài, măng cục, măng cầu. Không thiếu thứ trên gì. Trên đây nhà làm cao ráo gì lắm. Ừ, chỗ này là để bày tiệc ăn. Ăn uống rồi tiệc rồi tối về chạy xe lên đây. Phía sau còn có cái đường nước nữa nè. Ừ. Đó, à, đường đó nuôi ngỗng. À. Vậy nó để dành nuôi ngỗng. Tự với đó mà mình đổ đất lên đây chắc cầu phải 2 mét, 2 3 mét gì luôn quá. Hơn đó. À. Ừ, 2 mét 2 hay 2 mét gì á. Cao lắm. Đây cũng có cái kho nữa. Mát ghê ha. Bên đây là vườn nho. À. Đồ nho đó không? Ồ, đã ha. Nó đang lên nè. Đây vườn nho. Ừ. Nguyên cái cổng nho dài. Còn cây này cây gì ta? Cây này ổi. À, cây ổi ha. Cây ổi em nãy em đứng bọc đó. À. Nhà xây rất là kiên cố nha. Toàn bộ là bờ bao là xây tường 20 hết. 20. Còn bậc tam cấp nè. Đó. Là lát bạn cao cao gạch 3D bừng cổ. Chụp cho tôi còn cái nè. Cầm chụp chụp. Để mình đi ra hướng sau này. À, em Sang ơi. Nhà hả anh? Cái này cây mít phải không? Cây mít. À, mít này mít gì vậy? À, mít mít nghệ á. Mít nghệ. Ừ, mít nghệ mà ruột đỏ vậy đó. Quá trời là cây trái luôn. Mít nghệ ruột đỏ đó. Đâu nhãn nè anh Thanh. Anh Thanh. Hay quá trời nhãn luôn hả? Nó bông rồi thấy không? Bông ngập chợ vậy đó. Ừ. Đây, nhãn này là nhãn xuồng không ha? Nhãn xuồng không à, em trồng nhãn xuồng không à. Đây, chuẩn bị nhãn xuồng với nhãn đỏ. Tới mùa trái cây rồi. Ừ. Đằng sau ha. Đó, đằng sau này có toilet nè. Trang thiết bị nè. Toilet đây làm cũng xịn luôn nha. À, gạch nè. Gạch này gạch nhập phải không em? Gạch xịn đó. Đó, dán gạch cao 2 mét mấy luôn. Lavabo nè. Rồi, bên trong cửa gỗ nhựa. Thất xịn sò luôn. Dưới nè. Mọi thứ là còn mới tinh. Hệ thống cửa là xin pha cường lực. Mà này là xin pha này chất lượng cao nè. Xin pha loại 1. Nó xin pha có nhiều loại lắm. Mình đặt hàng vậy nhất loại 1 luôn. À, còn bên trong là gạch lát sàn là 61m2 gạch Ấn Độ. Ấn Độ luôn ha. Dạ. Hay. Hay. Dàn bếp quá khủng luôn. Mặt bếp là đá tự nhiên luôn. À, sử dụng bếp âm. Đá này đá nhập luôn nè ha. À, chậu rửa cũng đá luôn. Đây. Đây tặng cửa sổ. Hai cửa luôn. Bàn ăn, 8 ghế, mặt đá, rồi chân nè, rất là xịn. Thì toàn bộ là tặng hết cho mình luôn. Cái bếp này không chắc cũng mấy chục triệu. Dạ. Tủ lạnh, loại lớn, tặng hết cho mình luôn. Cửa này nha, xin pha mà cửa kéo nha. Đó, cửa lùa, xin pha cao cấp. Cái gì? Hả? Em rồi, mình đi một vòng ha em. Dạ. Mát quá ta.
Má má nhìn ở đây anh nhìn cái gió nó nẻo rồi, gió nó bay phất phơ luôn. Trần ở trên là trần đúc nha. Ừ rồi, bật đèn lên luôn em. Bật đèn lên à. Máy lạnh nè, trang bị đầy đủ nè, rồi bàn giường, rồi đèn ba chế TV, độ, tủ lạnh ba màu. Đây là tắm, đây nhà tắm trong đây. Ừ. Kính cường lực này ha. Đó. Quay cái phòng tắm nhà vệ sinh thôi là mình thấy là chủ nhân là đầu tư bài bản cỡ nào. Đó. Gió quá chừng luôn. Đây là cửa gỗ nhựa, tủ à, trang bị sẵn hết rồi. Tủ xịn luôn ha. Thì mình đi lên lầu không? Lên lầu phải không? Lên lầu đi. À. À, ở dưới là phòng phòng khách, rồi chút nữa mình coi ha. Dạ. À, cầu thang tay vịn là gỗ gỗ đỏ. Rồi. Này sắt CNC mỹ thuật. Này bật bước là đá hoa cương nha. Ở trên nè. Máy là làm ngói luôn ha em. À, máy ngói anh. Ngói, à, đèn chùm luôn nè, đèn pha lê. Đèn pha lê. Ở trên này là có nguyên cái sảnh đó, như là mình làm phòng thờ hoặc là phòng khách cũng được ha. Dạ. Gió mát quá chừng. À, cửa sổ là có lan can luôn nha. Lan bê sân nước còn quá đẹp. À, tường là 20 hết nè. Tường 20 hết. Tường 20. Nhà này là tường khung 20. Chỗ này có tấm kiến. Rồi, phòng ngủ thứ hai ở trên lầu. Để em bắt đèn nha. Phòng này lớn hơn cái phòng ở dưới nữa ha. Dạ. Đèn 3 chế độ. À, ốp gạch rất là xịn. Gạch này mắc tiền không em? Gạch đó mắc anh. Một viên thợ mua mà tím viên 50 ngàn viên đó. À, cứ một viên 50 ngàn đó. Quá đẹp luôn ha. Đó này ra, ra ban công bên hông. Để mình mở ra. Này bị khóa rồi. Ừ, gỡ khóa rồi. Đây, nó đi đường này, giá chỗ đó nè. Bên này cũng được ha. Giá đường này đi. Đây, trời ơi, bông giấy đẹp không? À, ban công sân thượng. Đó. Đi vòng ra bên phòng ngủ được luôn. Đó. Vòng ra phòng ngủ nè. Mát rồi ha. Quá đẹp. Mặt trời kìa, mặt trời đỏ quá. Quá đẹp. Xung quanh là tay vịn là lan can inox và kính cường lực. Đó, cũng rất là nhiều cây kiển luôn ha. Bên kia có cái biệt thự to quá em. Của chủ tịch. À. Của chủ tịch tỉnh á, chủ tịch tỉnh đó. À. Mình ở chết kế ổng đó. Rồi, từ đây nhìn xuống view cũng rất là ok luôn. Vàng bông giấy đẹp quá. Máy nè, yeah. Ngói hết luôn ha. À. Máy ngói nè. Bồn nước, máy năng lượng mặt trời, bồn lọc. Rồi, mình trở lại khu vực tầng trệt nha. Đó, mình cầm sổ theo luôn, mình ra ngoài khu vực phòng khách. Đó, phòng khách cũng cực kỳ đẹp luôn. Bên này là kính cường lực hết nha. Rất là mát. Tường 20, còn bộ sofa cỡ lớn. Gió ghê không? Gió tặng cho mình luôn. Tặng hết cửa sổ. Ở bao là xài tường 20 hết nha các bạn. Cái nhà này xây ngang qua chắc tầm cỡ 6 mét mấy anh? 6 mét. Ừ, mà nếu mà hết bên đó luôn là 10 mét. 10 mét luôn, cái dưới lờ 10 mét. Ngang 10 mét luôn. Qua tới 10 hồ bơ là mười mấy rồi. Ra phía ngoài. À, bật bước là cũng chất liệu đá luôn.
Bây giờ toàn bộ hết luôn, giấy tờ pháp lý đầy đủ chứng chỉ cho mình là 13 tỷ 900 triệu, chính chủ luôn nha. Thì hiện tại là gồm 2 sổ thửa 285, còn bên này là thửa 335. Cái thửa 335 thể hiện cái phần thổ cư là 401 m2 nè. Đó, hai cái sổ này là nó dính liền với nhau. Này ráp vô đây. Ráp vô đây ha. Dạ. Này thuộc tờ bản đồ số 11. Bên này cũng vậy luôn. Thì cái thửa 285 là diện tích là 2995 2995,8 m2. Dạ. À, cộng với lại cái phần 401 này nữa thì nó ra tầm khoảng 3.400. Dạ. Địa chỉ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Dạ. À, không có dính lũ giới gì hết. Dạ. Rồi cái phần đất nông nghiệp này mình lên cây lâu năm hoặc là lên thổ cư được luôn ha. Dạ. À. Xem trên quy hoạch thì mình thấy khu vực này nó có một cái tiềm năng nè, đó chính là cái con đường màu cam này nè. Đó, nó dạ, cách vị trí bất động sản là khoảng vài chục mét thôi. Tầm 20 mét. 20 mét ha. Ừ, tại hôm đó nó đi ngay luôn mà tự nhiên giờ nó chỉnh lại đấy. Này cái đường này là mình sẽ đi thẳng ra ngoài tỉnh lộ 825 được dạ, luôn. Đúng rồi. À. Tiềm năng đó là nếu mà ai mà có tiền đầu tư vô cái nhà này đó, thì thật sự là cái nhà tâm huyết của em. Nếu mà em mà không có có điều kiện đó, thì chắc em sẽ để lâu. Còn về tại vì cũng lo đủ bề thành thử ra nếu mà ai mà có tình thương á, tình thương mà cảm xúc như em á thì cứ ở đây sở hữu bất động sản này lại vì nó là tiềm năng đó. Còn nếu mình cho thuê thì mình cho thuê nhiêu tháng? Nếu mà cho thuê thì tùy theo cái thời gian, để cái người mà cho thuê á hỏi em coi thời gian lâu mau. Tại vì nếu mà cho thuê là phải thời gian với em mới được. Rồi. Chứ không có một hai tháng là em không cho thuê đâu. Bây giờ mình sẽ chỉ đường cho bà con đi từ công viên Võ Tấn Đồ, trung tâm thị trấn Hậu Nghĩa nha. Hướng bên phải là về chợ Đức Lập, tỉnh lộ 8, về Củ Chi ha. Còn mình quẹo trái là tỉnh lộ 823, mình đi 300 m là ra đường N2. Ngay chỗ ngã tư N2 mình chạy thẳng lên 2 cây số là ra ủy ban của xã Hòa Khánh Tây nha các bạn. Quẹo phải là hướng đi về Tây Ninh. Từ đây về Tây Ninh còn khoảng chừng 15-16 cây về là tới Trảng Bàng. Còn mình quẹo trái ha. Bất động sản nằm cách thị trấn Hậu Nghĩa này khoảng hơn 3 cây nha. Bên trái là trung tâm y tế rồi công an. Thì từ trung tâm của Hậu Nghĩa mình chạy lên khoảng chừng cây rưỡi nữa là tới vòng xoay N2. Hướng này là mình đi về xã Hòa Khánh Nam, đi về chợ Hòa Khánh, về thị trấn Đức Hòa, về Sài Gòn hoặc các tỉnh miền Tây cũng là đi hướng này. Ở đây còn có bệnh viện đa khoa Hậu Nghĩa, cách vị trí bất động sản là 2 cây số ha. Anh chị em quan tâm mình liên hệ trực tiếp với chị Sang, chính chủ luôn nha. Số điện thoại 0983 911 931, 0983 911 931. Ở đây là vòng xoay N2 nè, quẹo hướng bên phải là đường Hồ Chí Minh nha, đi về Tây Ninh, Bình Phước, Trân Thành. Còn bên trái là tỉnh lộ 823, tiếp tục chạy khoảng 500 m nữa là tới ngã ba đường quẹo vào bất động sản nè các bạn. Đầu đường là có tạp hóa và một cái cơ sở công ty làm về vật liệu xây dựng. Con đường bê tông này lộ giới tầm khoảng 6 m rưỡi, hai ô tô tránh nhau được các bạn. Mình đi vô khoảng 600 m là quẹo phải vô đường sỏi để quẹo vào bất động sản bạn nha. Định vị Google Maps mình cũng để đường link dưới phần mô tả luôn. 13 tỷ 900 triệu, bà con thấy hợp lý chưa? Hãy để lại ý kiến đánh giá bên dưới video, giao lưu với anh em tụi mình và chia sẻ kinh nghiệm cho nhiều bà con khác nữa nha. Xin chào, hẹn gặp lại.